để giao ước trước khi chính thức làm lễ cưới cho đôi trẻ. À, mong bên đàn gái chấp thuận cho. Dạ. Dạ. Kính thưa dì Tư và các anh chị đây. Đây là ông của Sắp nhỏ. À, dạ. Dạ, chú hai tôi là bậc trưởng thượng, sẽ đại diện gia đình để có đôi lời cùng nhà trai. Kính thưa trước là chị Tư và các cô chú đại diện bên họ nhà trai. Dạ. Cháu Vinh đây đỉnh ngộ đàng hoàng, lại là người trí thức. Cháu Kiều Anh là đứa có học, gia giáo xinh đẹp. Cả hai đứa yêu nhau thật lòng, phận làm ông bà cha mẹ, đương nhiên là phải tác hợp cho đôi trẻ. Dạ. 16 âm lịch tháng này là ngày đại cát. Dạ. Yeah. Chúng ta cũng nên tiến hành làm lễ cưới cho chúng nó. Dạ. Yeah. Người ta thường nói bà con ngày một xa, xui gia ngày càng gần. Dạ, chúng tôi chỉ là lối xóm. Yeah. Hàng xóm mà đại diện cho xui gia thì cũng không cần phải bán anh em xa, vẫn mua được láng giềng gần. Dạ. Dạ, sau buổi lễ này mời mọi người cùng ra dùng bữa cơm thân mật với gia đình ạ. Dạ. Dạ. Không có đám cưới đám hỏi gì hết. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Bà Lợi, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Dạ. Ủa, con nhỏ nào vậy? À. Trời. Anh Vinh. Ủa, ai vậy ta? Anh Giá. Ủa, chuyện gì vậy bà Lợi? Còn cô này là ai vậy? Con. Cô mẹ này là ai vậy? Dạ, dạ con cũng không biết nữa. Chị là ai mà dám vô nhà tôi quậy phá vậy? Hôm nay là ngày trọng đại của con gái tôi, chị không được có những hành vi và ăn nói bậy bạ như vậy nha. Đi ra khỏi nhà tôi lẹ lên. Nếu chị còn tiếp tục, tôi sẽ kêu bảo vệ khu phố dẫn chị lên phường. Đúng rồi đó. Mọi người muốn biết tôi là ai, hỏi anh Vinh sẽ rõ. Là làm sao, là làm sao vậy? Có quen với bà ta hả? Anh nói đi chứ. Tôi là người nhà của anh Vinh. Hả? Dù cho cô là phụ huynh của thằng Vinh, cô cũng không có quyền mà hành động điên rồ như vậy. Chúng nó yêu thương nhau, bất làm cha làm mẹ không có quyền phá. Ông già ơi, tôi không phải là phụ huynh của ảnh, mà tôi là vợ của anh ấy. Ủa? Hả? Vì là thầy Vinh có vợ rồi. Sao vậy kìa? Ủa? Ngộ vậy? Chuyện này là sao? Bà nói láo. Bà không được dựng chuyện nói xấu anh Vinh như vậy. Phải không anh Vinh? Ừ. Đúng rồi. Còn Vinh là người đàn. Cô này chỉ là người quen bên Mỹ. Cô ấy chỉ nhờ anh Vinh. Anh nói với tôi là về Việt Nam thăm người quen, độ nửa tháng là về Mỹ. Không ngờ anh lừa dối tôi, bây giờ lại định lừa dối con gái nhà lành nữa chứ gì. Ủa, sao chuyện lại vậy Phước? Mấy người tưởng tôi lại đây dựng chuyện rồi phá chuyện của mấy người hả? Đây, đây là hình cưới và cả hôn thú của chúng tôi nữa. Trời ơi, bằng chứng hẳn hồi còn cái gì nữa. Đâu đâu, tôi coi coi, tôi coi coi. Ủa, đúng phải không rồi, định? Rõ ràng là hình cưới nè. Vậy à? Có vợ còn đèo bồng nữa. Như vậy. Vậy này là chết của cõi đi. Đúng rồi. Vậy? Sao lạ vậy? Anh Vinh. Trời. Kiều Anh. Kiều Anh. Kiều Anh. Anh Vinh. Kiều Anh. Kiều Anh. Kiều Anh à. Chị Hai ơi. Nghe nói đi. Chị Hai. Kiều Anh. Cô. Giờ sao? Giờ tiệc mình sao cô? Chết rồi, đồ ăn quá trời luôn. Trời ơi, sao đây? Hả? Kiều Anh, Kiều Anh à, mở cửa cho anh đi Kiều Anh ơi, nghe giải thích nè, Kiều Anh à, Kiều Anh. Anh đi về đi, đừng có giải Trời thích ơi. Nữa. Em phải tin lời anh, không phải như vậy đâu. Tôi không nghe. Em phải cho anh giải thích đi, Kiều Anh à. Anh mà nói nữa, tôi chết trên cõi. Cho anh giải thích một lần đi. Tôi không nghe, tôi không tin gì nữa anh. Yeah.
Tại sao chứ hả? Em đã đối với anh rất thật lòng mà. Em đã trao cho anh tất cả những gì quý giá của một người con gái. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh đã có vợ rồi, tại sao còn nói yêu em và làm nhục em ngay trong ngày hôm nay? Làm sao em có thể nhìn mặt bạn bè và lối xóm chứ hả?